Xin chào các em. Ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn các em ôn thi hóa học kỳ 2 nha. Vậy thì các em quan sát vào đề nha. Sát ở câu số 1 đi các em. Câu số 1 là hãy viết phương trình hóa học ghi rõ điều kiện phản ứng hóa học xảy ra nha, điều kiện phản ứng nha. Đầu tiên là từ công thức C6H12O6. C6H12O6 là glucose mà ra rượu ethylic nha. Thì các em nhớ là lấy men rượu nha. Vậy thì bài tập số 1. Ý đầu tiên nha các em. Ý đầu tiên của nó nè, cái số 1, cái phần số 1 nhỏ nè, từ glucose C6H12O6 đó, em chỉ cần lên men rượu thôi. Rượu nhiệt độ có thể là từ 30 đến 32 độ C nha, thì em lập tức em sẽ sản xuất được rượu nè, C5H. Và còn cái gì các em còn nhớ không? Khi khu chế rượu á, nó các em vẫn hay bị xì ra đúng không, hoặc nó nổ cái bóc á là khí CO2 đấy nha. Rồi tính bằng nhớ các em, tính bằng hydro trước cho an toàn nha. 12 hydro này, đây là 5 + 1 là 6, thêm 2 nữa là 12 đúng không. Đây là 4 carbon rồi, mà đây là 6, mà đây có 1 nữa, bắt buộc phải thêm 2 nữa mới ra 6 được. 2 + 4 là 6, 6 oxy nha. 2 × 2 = 4, 4 × 2 là 6 oxy đủ. Chính số 2, từ rượu ethylic điều chế ra cái gì đây? Acid acetic. Em mình vẫn gọi là giống ăn đó các em. Đó, ở nhà các em ở dưới vùng quê, ông bà mình hoặc là ba mẹ em vẫn làm giống á nha. Đó, thì có rượu nữa nha anh em. Rồi, vậy thì ở đây đặc dụng với oxy. Và nhớ là đây men giống. Đó, và sản phẩm sau là nước nha các em nha. Rồi, cân bằng 2 carbon, 1, 2 đủ, 3 hydro, 1 là 4, 4 hydro đúng không, với 2 là 6, 5 với 1 là 6, 1 với 2 oxy là 3 oxy, 2 ở đây với 1, 3, đủ em. Phương trình số 3 là từ acid acetic, đây này các em, mà các em điều chế thu được Z3COH là ethyl acetate nha. Rồi, nó có mùi thơm nha các em. C3CO, C2H5, đọc là ethyl acetate, có mùi thơm. Mấy em gái vẫn sử dụng á, sơn móng tay nha, có mùi thơm, có mùi sơn thơm của móng tay nha. Rồi, rồi, nhớ không, cộng với gì em? Cộng với rượu ethylic C2H5O2. Đây là phản ứng thuận nghịch luôn nha các em. Phải điều kiện H4 đặt nha, nhiệt độ lên và sản phẩm sau là nước. Phương trình này tự cân bằng luôn. Số 4, từ ethyl acetate đây CH3, cái này chế viết nha các em, cái này mình chưa có học nhưng mà mình chế mình biết rồi, tạo ra sản phẩm là natri acetate CH3 COO nè nha, cái này mình chế này. Rồi cái này đâu mình có học đâu, tính chất gọi ethyl acetate mình đâu có học tính chất đó, nhưng mình chế thôi, cộng với chất này nè, có natri chắc nào hát này nha, gốc acetate kết hợp với natri C2H5OH này, rồi tạo thành rượu này em, C2H5OH em, đâu cái này mình chế nha, nhưng mà đúng nha các em, rồi tự cân bằng luôn các em nha. Đó, câu số 1. Rồi câu số 2 nha. Người ta nói bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết ba lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau. Câu số 2. Trước tiên tôi vẽ sơ đồ trước cho các em nha. Ba lọ trong đây gồm thứ nhất là C2H5OH. Phải biết nó là gì dùng tôi nha. Đây là rượu ethylic nha. Rồi C6H12O6 glucose em. Và cuối cùng là acid acetic. Em ạ. À, có rất nhiều cách để làm bài tập này nha. Các em quan sát này. Tôi sẽ chọn cái cách nào cho các em để ý vô dùng ha. Trước tiên là thấy axit là mọi người đã dùng cái tím loại axit. Cho nó nhẹ đi nha. Đây tôi vẽ sơ đồ rồi tí tôi với trình bày bên kia nha các em. Đầu tiên tôi thảy quy tím vào. Thì em nhớ nè, đây là axit acetic. Axit acetic thì làm quy tím hóa mà đỏ. Nó đầy đủ tính chất học của một axit mà. Làm quy tím hóa đỏ. Nha. Rồi, hai chất này không có dấu hiệu, tôi ghi là không. Không. Không có dấu hiệu gì.
Vậy thì bắt hai chất này ra ngoài. Có rất nhiều cách để xử lý chỗ này. Glucose có một phản ứng đặc trưng là phản ứng chén gương, đúng không? Sau khi phản ứng chén gương thì chắc ăn em thấy có kim loại bạc màu trắng xuất hiện, đúng không? Có phản ứng chén gương nghe. Hoặc là cái em có nhiều em ấy, giờ em không thích, giờ em cho acidic cho được không? Được em, mùi thơm, em có mùi thơm này này nha. Còn này mình không thể ngửi được mùi thơm, nhưng mà ngửi mùi thì không được đến đây nha. Đó, mình làm một bài khoa học mới được. Rồi, vậy thì tôi khuyên các em nên khi gặp glucose thì nhớ ngay phản ứng chắn gương. Mà muốn có phản ứng chắn gương phải làm gì thì biết không? Ở đây các em có hai cách xử lý luôn nha, tùy các em chọn. Em có thể là dùng bạc nitrat, đây cho dung dịch bạc nitrat có một chút ammonia đun nhẹ lên nha, để đâu đây thì có ra phản ứng chắn gương là cái tủa một bạc cái tủa xuống này. Cái này không có dấu hiệu gì vậy. Nhận biết phương trình chứng minh điều này C6H12O6. Lúc này nè. Đó. Lúc này nè nó tác dụng 2G2O tạo thành C6H12O7. Cộng cho bạn. Đây kết quả đây. Hai bạc trên này. Đó. Nhớ kỹ điều này ha. Rồi, em nghe này. Mô thầy em nói là cho dung dịch này vô. Có một chút ammonia nè, đun nhẹ sau phản ứng thấy chất cái tụ màu trắng, nó nào thấy cái tụ trắng là nó được glucose, nó không có dấu hiệu gì nó được C2H5O2. Đó là một cách. Có nhiều em nó chết rồi, em dài quá em không nhớ, em quên cả chất này luôn rồi. Em nói ngắn tụ này hai dung dịch còn lại đúng không, là hai này chất nào có phản ứng chán gương nè, này cái trung dịch không chất nào có phản ứng chán gương nè, lựa cho lên đó nha. Có hai cách xử lý, vậy thì các em trình bày bạn nha, trình bày nha. Đầu tiên lúc nào có câu là lấy một ít chất nha các em, mỗi chất cho vào mỗi lọ làm mẫu thử. Ok. Rồi. Tiếp tục. Cho gì vào? Đó, bước tiếp theo này. Cho quỷ tín lần lượt vào mỗi lọ nha. Cho quỷ tín lần lượt vào mỗi lọ. Rồi. Lọ nào? Dung dịch nào chứ không phải lọ không được nha em. Dung dịch nào? Nghe em, dung dịch nào nha, mỗi chất này các em nha, theo chữ chất này các em cho một ít mỗi chất, lấy một ít mỗi chất cho vào mỗi lọ làm mẫu thử, cho quỷ tín lần lượt vào mỗi lọ, dung dịch nào làm quỷ tín hóa đỏ. Làm lọ được. Được gì em? Acidic nha. Được CH3COO2. Rồi. Hai dung dịch còn lại. Hai dung dịch không làm được màu quỷ tím nha. Là hai lọ được nghiêm Brevotelic và glucose. Đó. Rồi, em nhớ nha. Rồi, cho dung dịch. Tiếp tục như thế nào? Cho dung dịch bạc đi chắc nha. AgNO3 này, đó, bằng cái chất có một ít
NH3 cũng được vào hai lọ anh em còn lại và đun nhẹ, đun lên có một ít amoni vào hai lọ còn lại và đun nhẹ. Lọ nào thấy chất rắn màu trắng hay chất kết tủa màu trắng cũng được là lọ được glucose C6H12O6. Lọ không có dấu hiệu gì là lọ được. Đừng nghĩ em Rivotalic viết phương trình chứng minh glucose là C6H12O6 nha. C6H12O6 lúc này áp dụng AG2O và hàn C6H12O7 cộng cho bạc. Ở đây có hai bạc thêm hai thôi nha. O6 với 1O7 của bạc là C6H12 đó còn chị nha. Còn tới đây các em nhớ, nhiều em nó chết rồi em quên cái này rồi, ý này làm sao nó bí quá thì em phải nói nè. Hai loại còn lại là hai ngày đúng không, hai dung dịch còn lại nha. Đó, dung dịch nào có phản ứng tráng gương là lọ được glucose, dung dịch nào không có phản ứng tráng gương là lọ được cái này, viết phương trình chứng minh nếu em quên nha. Em có thể làm cách đó cũng được nha các em. Bài tập liên quan đến rượu etylic này các em, đốt cháy 30ml rượu etylic nha. Rồi cho toàn bộ sản phẩm đi qua COH hai lần dư thu được 100g kết tủa. Em à, khi đốt cháy rượu etylic thì chắc ăn thu được CO2, mà CO2 mà tác dụng với canxi hydroxit dư thì ra muối trung hòa, muối đây là muối canxi carbonate anh em đó. Vậy thì tôi phân tích bài nha. Rồi đốt cháy 30ml dung dịch rượu etylic nha, thì cho biết cho được em, em tóm tắt vào em cho biết về dung dịch rượu rượu etylic này em nha. 30ml từ từ coi có tên hình có nên đổi hay không, cứ để lại đi em nha. Rượu cứ để ml đi cho sản phẩm cháy nha. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch canxi hydroxit dư thu được 100g cái tủa. Đố em 100g cái tủa là gì ạ? Đây là tôi viết phương trình chứng minh cho các em coi này, nhìn nha. Khi em đốt cháy rượu, em đốt cháy hợp chất hữu cơ thì luôn luôn ra cái sản phẩm là gì em? CO2 vào nước. Và khi dẫn CO2 tác dụng với dẫn toàn bộ sản phẩm là cái này này, là nước với cái này này, đem tác dụng với canxi hydroxit dư mà trong lý thuyết tôi đã dạy rồi. Khi CO2 SO2 tác dụng với kiềm dư thì chỉ có ra muối trung hòa thôi, và muối trung hòa đây là C2CO2. Có trường hợp xảy ra hai muối nè, muối trung hòa muối axit và muối trung hòa vừa muối axit luôn, có trường hợp ba trường hợp nhé. Nhưng mà canxi hydroxit dư thì chỉ ra muối này thôi và nước này, này. Đó. Nhớ nha. Vậy 100g là ở đây này em. Có 100g thì được mon, có mon thì được mon này, có mon này thì chắc ăn giải quyết một đống mon chỗ này. Rồi để họ gì sẽ tính nha. Vậy thì ở đây thu được 100g kết tủa, tôi tóm tắt chính là MACO3 100g. Wow. Đây giải quyết hóa nằm chỗ này, mon này em nha. Câu A tính thể tích không khí đó, đốt cháy rượu nha. Tính VKK các em. Biết thể tích không khí chiếm 20% biết thể tích oxy chiếm 20% thể tích không khí nha các em nha. Rồi oxy chiếm 20% thể tích không khí nha các em. Rồi hay là em nhớ, có nhiều em nhớ luôn, thể tích không khí luôn luôn gấp 5 lần thể tích oxy đó các bạn nha. Oxy chiếm 20% chia ra 1 là 1/5 các em. Rồi câu B, xác định độ rượu. Em còn nhớ công thức độ rượu không? Độ rượu bằng gì? Lấy thể tích rượu nguyên chất nhân cho 100 chia cho V dung dịch rượu nha. Độ rượu bằng thể tích rượu nguyên chất nha, nhân cho 100 chia cho V dung dịch rượu nha. Lấy nguyên chất nhân 100 chia V dung dịch rượu nha. Rồi
Tiếp tục à, cho biết khối lượng riêng. Ồ, chỗ tự nhiên khối lượng riêng thì nhớ nè, khối lượng riêng của rượu quá rượu metallic này nè là 0.8 gram trên ml. Vậy thì tôi nói các em cái này nó đổi, cái này tính bằng ml mà, thì cái này phải tính theo ml này. Vậy thì nhớ đến công thức này em, công thức D thì nhớ công thức gì, công thức gì mà có D, trong vật lý mình vẫn học lớp 6 mình học rồi. Em đi về, em mở bằng D đi về, công thức này đi sẽ sử dụng đấy. Đây, đây, tôi định dạng trước thôi nha. Rồi, giờ tính cái gì? Giờ giải quyết vấn đề em. Rồi, tôi giải quyết nha. Em à, em muốn tìm thể tích không khí phải tìm được thể tích oxy, mà muốn tìm thể tích oxy phải thông qua CO2, mà muốn tìm được thể tích CO2, muốn tìm được mol của CO2 phải thông qua Ca2CO3. Nó chạy mol chút xíu thôi các em, không có gì ghê gớm đâu. Vậy thì bước đầu tiên tôi tìm mol của Ca2CO3 ra bằng em nhỏ chia em lớn, là em nhỏ là 100, em lớn vô tình đúng là 100 luôn. 40 cộng 12 cộng 16 nhân 3 100. Vậy tính bằng bao nhiêu mol? 1 mol. Trời ơi, em không? 1 mol ráp đây em. Tôi đổ mol luôn nha, tôi không ghi tỷ lệ mol nữa nha. Mình lớp 9 rồi mà, đúng không? Nó nhiều quá, giờ viết tỷ lệ mol nhìn nó ghê lắm. 1 mol. Ít. Đấy không? 1 mol chứ mày. Thằng này 1 mol thì đưa về đây. 1 mol. Đổ hết thằng này dùng tôi luôn. Này chưa cân bằng em. Cân bằng, cân bằng. Nha, như nhớ cân bằng được, em xem chưa? Đây hoài mình chưa cân, 2 carbon thêm 2 em. 6 hydro đúng không? Thêm 3. Rồi. 4, 7 oxy. Rồi, đây thêm 3 nữa này. 2, 3, 6, 1 là 7. Chém chết. Cẩn thận nha. Cảm xuất. Nhân chéo chia ngang. 1 x 3 chia 2, vậy là 1,5 ohm. Đổ vào đây. 1 x 1 chia 2 bằng 0,5 ohm. Đầy đủ hết đấy. Giờ mình làm câu A. Trước tiên tính thể tích oxy trước. Thể tích oxy bằng mol nhân 22.4. Trời ơi, mol có không em? Lấy 1,5 nhân 22.4. Đáp số bằng 33,6 lít. Được chưa? Rồi. Có thể tích oxy được không? Rồi. Thể tích không khí được không? Các em cố gắng viết lời giải nha. Nhớ nè, oxy luôn luôn chiếm 20 bằng 20% thể tích không khí. Mà bỏ phần trăm đi, tôi phải chia cho 100. Đó, có nghĩa là 1/5 đó. Chia 5 chỉ nhân 5. Đúng không? Trời, cái này lớp 8 mình học rồi đúng không? Làm nhanh đi. Không khí luôn luôn, thể tích không khí luôn luôn gấp 5 lần thể tích oxy. Đó, để vô 5 nhân với oxy đâu. Với oxy, đây này em. 33.6. Số khá là lớn nha em. 168 lít em. Xong câu A. Giờ tôi nói đến câu B nè. Đây. Cái này với cái này. Nhìn nha. Em để ý kỹ dùng tôi. Coi chừng bị sai ha. Mà trong đây có rất nhiều em trước đây chưa xác định được đâu là nguyên chất hay là vi dung dịch rượu. Đâu em này nguyên chất hay này là dung dịch. Có một số em, tôi tí tôi chỉ cho một cách này. Không biết nguyên chất hay không biết nguyên chất hay là dung dịch rượu đúng không? Rất đơn giản, tí tìm thêm một cái thể tích rượu nữa. Thằng nào nhỏ hơn chính là nguyên chất. Đúng không? Rượu nguyên chất bao giờ cũng nhỏ hơn thể tích dung dịch rượu, đúng không? Đây dung dịch này sau khi pha rồi, cho nước vào pha mới ra dung dịch rượu, đúng không? Đó, vậy lúc đó không biết thì chẳng sao đâu. Nè, lúc đó thì xác định sau nha. Nhưng ở đây chính là về dung dịch rượu. Nha, nguyên chất giờ mới tính này. Thể tích rượu nguyên chất này. Muốn tìm được thể tích rượu nguyên chất. Đây. Thể tích dung dịch rượu nguyên chất này. Nha, rượu nguyên chất này thì bằng M chia cho D. Có D chưa? Có M chưa? Chưa. Tìm được M không? Nè, bằng mol nhân mà đấy. Tôi sẽ tìm khối lượng rượu nguyên chất cho em coi. Câu B. Khối lượng rượu nguyên chất. Nha. Còn có nhiều em không biết thì mình chưa biết nó nguyên chất này. Là khối lượng rượu là hạt. Đúng được nữa nha. Nguyên chất. Nha. M rượu là C2H5 á. OH á bằng mol nhân mol lớn em. Lấy 0,5 nhân 46 bằng 23 gram em. Đúng không? Rồi.
Giờ tôi sẽ tìm ra thể tích rượu nguyên chất. Là lúc này không có phải dùng công thức nào, M bằng D nhân V nào. Vậy V rượu nguyên chất nha bằng gì em? V bằng M chia D. Lấy máy tính chia cho tôi. Lấy 23 chia cho 0,8, 28,75 nha. Em tính là được đúng không? Đây đúng rồi, 28,75. Đơn vị là ml nha em. Nha. Vậy thì cuối cùng đến độ liệu này. Độ liệu cho là em à, có nhiều em cứ vẫn nói tôi nè, trời ơi em thật sự em chẳng biết là đâu là nguyên chất hay là đâu nguyên chất hay là vê dung dịch rượu. Không sao em, nhớ cái câu của tôi. Thằng nào bé là thể tích bé nè, đúng không? Đó là nguyên chất. Sau khi pha rồi nó mới thành dung dịch, là nó mới nhiều hơn, đúng không? Vậy đây chính là ít hẳn, đúng không? Đây chính là nguyên chất. Còn đây chính là gì? Dung dịch, thể tích dung dịch nha. Vậy thì mình sẽ tính ra nè, độ liệu bằng thể tích rượu nguyên chất là 28,75 nhân cho 100 chia cho V dung dịch rượu là 30, đáp số bằng 95,83. Đó, độ. Trời ơi, rượu này đồ này dữ nha, ghê lắm á, đốt là cháy liền á nha. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh, like, share để cho các bạn cùng học luôn nha các em nha.